Xin chào tất cả các bạn. Thì trước đây mình có làm rất là nhiều video để hướng dẫn các bạn cách để mình có thể cài đặt một chiếc camera, hoặc là cách để mình có thể sửa một số lỗi cơ bản trên chiếc camera mà mình có thể hay gặp phải. Thì trong những video đấy mình đã để lộ cái mã QR đi cam này các bạn. Cái mã QR như này này, mình để lộ cái mã QR ra. Thì nhiều anh em thợ người ta vào, người ta biết được và người ta hack được cân cam của mình các bạn ạ. Thì mấy anh em đấy là như kiểu là làm người không muốn lại muốn làm chó để trông nhà người khác ấy. Thì mình cũng không có cái yêu cầu mua thêm chó vì nhà có chó rồi. Thì mình cũng làm video này để nhắc nhở các bạn rằng là nếu các bạn bị người khác bị để lộ mã QR này và bị người khác hack camera của mình, thì mình phải liên hệ với lại bên kỹ thuật để người ta có thể hỗ trợ xóa cái tài khoản đấy đi và sẽ tạo cho mình một cái mã QR khác các bạn nhé, sẽ tạo một cái mã QR khác, SN khác cho chiếc camera của bạn. Thì trong video này mình chỉ nói qua như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn nào mà bị gặp tình trạng mà người ta hack mất camera của mình thì bạn hãy liên hệ Zalo cho mình nhé. Thì Zalo mình có ghi ở dưới bình luận rồi. Và cái người hack camera này, nó hack rất là nhiều camera các bạn ạ. Nó hack rất là nhiều của nhiều người ấy, xong rồi nó lại chia sẻ sang cho mình. Thế nên là hiện tại mình cũng xem được nhiều camera linh tinh lắm. Thế nên là mình cũng xóa vợ đi thôi, chứ mình để làm gì. Mình cũng không muốn biến thành chó để coi nhà cho người khác các bạn ạ. Vậy nên nếu các bạn bị lộ mã QR này, và nếu kẻ khác mà hack được camera của bạn ấy, vì lộ mã QR mà, thì người ta sẽ có thể hack camera của bạn ở bất kỳ đâu các bạn ạ. Người ta có thể dùng phần mềm và cài đặt chiếc camera của bạn từ xa và xóa cái camera đấy khỏi cái tài khoản của bạn, hoặc là chia sẻ luôn lại cái camera đấy cho bạn để bạn không nghĩ ra rằng là mình bị hack các bạn ạ. Thì nếu mà các bạn mà bị hack camera, các bạn lo nghĩ về cái vấn đề bị hack ấy, thì các bạn hãy lấy cái điện thoại của mình ra nhé. Các bạn check vào cái mã QR này này, thì khi check vào mã QR này nó sẽ thông báo là camera đã được gắn vào tài khoản nào, thì các bạn để ý cái tài khoản đấy nhé. Cái tài khoản đấy là số điện thoại của bạn thì các bạn yên tâm, hoặc Gmail của bạn thì các bạn yên tâm. Còn nếu mà là Gmail hoặc số điện thoại của người khác thì các bạn phải liên hệ ngay với nhà phân phối hoặc nhà bán hàng bán cho các bạn ấy. Nếu không thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo cho mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể tạo một cái mã QR khác, tạo một SN khác để cài cái camera đấy vào điện thoại của bạn, cho các bạn yên tâm các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.